rằng trước giờ bạn có nghĩ rằng chỉ có người nước ngoài mới có những phát minh và sáng chế nổi tiếng không? Sự thật là không phải như vậy đâu nhé. Việt Nam chúng ta cũng có những sáng chế đáng gờm mà khiến cả thế giới phải khâm phục đấy. Vậy nên từ giờ thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các sáng chế của người Việt Nam và cho ra đời những video tự hào màu cờ sắc áo Việt Nam nhé. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số phát minh và sáng chế của người Việt khiến cả thế giới phải khâm phục. Số 1. Phát minh ra máy ATM. Chính là máy ATM mà chúng ta rút tiền hàng ngày đấy. Cha đẻ phát minh của máy ATM trong hệ thống ngân hàng là người Việt Nam, đó là ông Đỗ Đức Cường. Ông là tác giả của trên 50 phát minh sáng chế, 20 năm làm việc tại ngân hàng Citibank, Mỹ, chuyên viên cao cấp cho ngành ngân hàng Hoa Kỳ. Sau khi trở về Việt Nam năm 2003, ông là cố vấn cao cấp cho ngân hàng Đông Á. Ông quê ở Quảng Ngãi, là một người hiếu học. Trong kỳ kiểm tra của một phái đoàn của Nhật nghiên cứu về trí thông minh của người Việt Nam, ông là người có chỉ số thông minh cao nhất. Được cấp học bổng sang Nhật học tại Đại học Osaka. Tại đây, ông vừa đi học vừa làm thêm cho công ty Toshiba. Sau đó, nhờ một phát minh bất ngờ đã đưa ông đến với nước Mỹ. Ông được mời đến Citibank, Mỹ, làm việc cùng với đề nghị dùng kỹ thuật để kiếm cho ngân hàng 1 tỷ khách hàng. Mục tiêu của ông lúc này là bình dân hóa dịch vụ ngân hàng, để cô bán cà phê, anh lái xe ôm cũng có thể giao dịch với ngân hàng được. Sau đó, ông phát minh ra máy ATM. Đây chính là bước tiến lớn của nhân loại trong lĩnh vực ngân hàng. Tôi cá là có nhiều khán giả của chúng tôi cũng khá là bất ngờ với thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra, đúng không nào? Còn bây giờ thì tiếp tục đến với phát minh tiếp theo thôi. Số 2. Chế tạo tàu ngầm. Tàu ngầm tưởng chừng là những sáng chế không tưởng nhất, nhưng ông Nguyễn Quốc Hòa, giám đốc công ty cơ khí Quốc Hòa, thành phố Thái Bình đã chế tạo thành công từ những vật dụng đơn giản. Theo thiết kế, tàu ngầm mini Trường Sa có lượng choán nước 12 tấn khi lặn và 9,2 tấn khi nổi. Bán kính hoạt động 1 km. Tàu lặn sâu 50 mét, có khả năng di chuyển sát hay là nằm im dưới đáy biển. Tàu có 2 động cơ 90 HP. Khi lặn, tàu sử dụng công nghệ AIP, thời gian lặn 15 giờ. Thời gian hoạt động trên biển là 15 ngày, tốc độ trung bình khoảng 20 hải lý, tương đương với 40 km/h. Toàn bộ thân tàu đã hoàn thành với chiều dài 8,8 m, cao 3 m, chiều rộng nơi phình to nhất là 2,8 m. Vỏ tàu là loại thép đặc biệt nhập khẩu nước ngoài có độ dày 15 mm. Trong tàu cũng có hệ thống tái tạo oxy, khử carbon để người trong tàu hô hấp. Có hệ thống khử hơi nước để đảm bảo an toàn cho trang thiết bị máy móc trong tàu khi tàu lặn. Số 3. Chế tạo máy bay. Tên tuổi của ông Trần Quốc Hải, ngụ Suối Dây, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nổi như cồn với những chiếc máy bay trực thăng mang thương hiệu Hai Lúa. Bắt đầu từ ước mơ chế tạo máy bay trực thăng để bay trên vùng dãy bón phân như ngành nông nghiệp Mỹ đã thực hiện, ông Hải dành nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi quy trình vận hành, nguyên tắc hoạt động của máy bay. Nông dân chế tạo máy bay bằng phương pháp thủ công đã được một số tổ chức khoa học kỹ thuật trên thế giới ghi nhận. Sau một thời gian dài nghiên cứu, năm 2003, ông chế tạo chiếc máy bay trực thăng đầu tiên. Năm 2005, chiếc máy bay thứ hai ra đời, cải tiến và hiện đại hơn chiếc trước mà giá thành chỉ bằng một chiếc ô tô. Ông đã cùng cộng sự đưa máy bay ra đồng để bay thử. Tuy nhiên thì các cơ quan chức năng kết luận máy bay không thể bay được. Việc một nông dân chế tạo máy bay bằng phương pháp thủ công đã được một số tổ chức khoa học kỹ thuật trên thế giới ghi nhận. Họ đã liên hệ để đưa chiếc trực thăng ông Hải đi chu du, triển lãm ở nhiều nước, từ Mỹ, Đức, Nhật đến Hàn Quốc, Singapore, Úc và công nhận ông là kỹ sư, nhà nông. Hai chiếc máy bay trực thăng made in Việt Nam do ông chế tạo đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Chiếc đầu tiên bán cho Viện Bảo tàng New York, Mỹ và chiếc thứ hai bán cho Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan, Hàn Quốc. Số tiền bán máy bay trực thăng được ông sử dụng vào việc chế tạo ra các thiết bị máy móc phục vụ nông nghiệp. Số 4. Xe lăn điều khiển thông qua ý nghĩ của con người. Cuối tháng 8 năm 2012, trang web news.com.au công bố giáo sư tiến sĩ Hùng Nguyễn, người gốc Việt làm việc tại Đại học Sydney, Australia và các cộng sự đã chế tạo thành công chiếc xe lăn thông minh. Chiếc xe lăn được thiết kế có chức năng như một con robot chuyển động để có thể tránh các chướng ngại vật nó nhìn thấy thông qua camera.
xe có thể di chuyển dựa trên mệnh lệnh, từ việc lắc đầu, ánh mắt hay suy nghĩ của người dùng. Ông Hùng tin rằng sáng chế này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng lớn nhằm mang lại một cuộc sống thuận tiện hơn cho người khuyết tật. Sáng chế này xếp hạng 3 trong danh sách 100 phát minh hàng đầu tại Australia năm 2011. Số 5. Phát minh của bác sĩ người Việt giúp người già vĩnh viễn không cần đeo kính. Lần đầu tiên trong lịch sử y học về mắt, một bác sĩ người Mỹ gốc Việt đã phát minh ra phương pháp mới giúp cho người có bệnh về mắt không phải đeo kính. Đó là công trình của Dr. Randall Phạm, tức bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, Chủ tịch Hội y bác sĩ người Mỹ. Hội đồng y khoa của tiểu bang California đã công nhận một công nghệ kỹ thuật mới này. Loại thủy tinh thể do bác sĩ Phạm Hoàng Tánh nghiên cứu chế tạo có khả năng điều chỉnh độ nhìn gần xa, rộng hẹp như một loại kính đa tròng. Đã có trên 150 bệnh nhân được chữa trị bằng phương pháp này và hoàn toàn không cần kính. Sự thành công đã hoàn hảo với mọi trường hợp về kính lão, cận thị, viễn thị, loạn thị hoặc là đục thủy tinh thể. Những bệnh nhân dưới 18 tuổi sẽ được điều chỉnh mắt bằng LASIK, sau đó mới được giải phẫu thay bằng thủy tinh thể. Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh cho biết, một số bệnh viện Hoa Kỳ muốn áp dụng phương pháp mới này nhưng kết quả ổn định. Hơn thế nữa, các bệnh viện tại Hoa Kỳ tính giá phẫu thuật là 15.000 đô một con mắt. Giá giải phẫu của bác sĩ Tánh là 5.000 đô một mắt, tức là 10.000 đô cho một cặp mắt được vĩnh viễn không cần phải dùng kính. Số 6. Xe bọc thép cho quân đội. Trong một lần qua Campuchia, thấy có nhiều xe bọc thép bị hư hỏng nặng. Ông Trần Quốc Hải tự nguyện đứng ra xin sửa toàn bộ số xe trên. Nhiều người nghĩ với trình độ của một nông dân, chắc là ông sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu. Tuy nhiên thì ông Hải bất ngờ thành công với chiếc xe bọc thép đầu tiên và sau đó thì ông tiếp tục được lữ đoàn 70 của Campuchia giao sửa chữa thêm chục chiếc xe khác tương tự như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn với những cánh của mình, cha con ông Hải đã khiến những chiếc xe tưởng như đã thành sắt vụn bỗng hồi sinh trở lại trong niềm vui hân hoan chào đón của hàng nghìn người dân nước bạn. Với những đóng góp cho đất nước Campuchia trong việc phục chế tạo xe bọc thép, cả gia đình ông Hải được đón nhận niềm vui khi đích thân quốc vương và thủ tướng Campuchia trao tặng bằng khen và huân chương đại tướng quân cho ông cùng con trai Trần Quốc Thắng. Số 7. Phát minh ra bộ tiết kiệm xăng cho xe máy. Đó là một phát minh ra bộ tiết kiệm xăng cho xe máy rất hiệu quả, an toàn của anh Đặng Hoàng Sơn, thành phố Vĩnh Long. Năm 2008, ông Wigerdy Otter, giám sát cao cấp về chất lượng thuộc tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế Vương quốc Anh, qua khảo sát người tiêu dùng đã cấp giấy chứng nhận nhà cung cấp đáng tin cậy cho anh Hoàng Sơn. Theo đánh giá của người dùng, khi lắp bộ tiết kiệm nhiên liệu này có thể đi được 65-70 km mỗi lít xăng, thậm chí là gần 80 km mà chỉ hao 1 lít xăng. Trong khi đó, với xe máy bình thường, 1 lít xăng chỉ chạy được 45-50 km. Bộ tiết kiệm này giúp giảm được 20-30% xăng, nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn, tăng công suất của động cơ và tuổi thọ của xe. Thế nào? Bạn có thấy nể phục người Việt Nam mình chưa? Đây chỉ mới là một số ít trong những sáng chế đáng gờm của người Việt Nam mà thôi.